Dân nhà giàu không mua vé số đâu, dân nghèo xác, nghèo sơ mới đi mua vé số. Tức là cầu không làm mà được. Một ngày đẹp trời, 20 triệu đô rớt vô đầu mình. Tâm tham vận hành tiếp tục nổi lên gấp mấy lần. Chứng minh đẳng cấp, tôi phải là người đẳng cấp, tôi phải sắm nhà, sắm cửa như mấy thằng quý tộc. Khổ bên trong mình có là quý tộc đâu. Bên trong tố chất của mình không phải là một nhà quý tộc mà mình đòi sống như nó. Vậy bản chất là thói hư tật xấu bắt đầu ngấm vào. 3 năm sau xài hết tiền mà thói hư tật xấu còn không? Còn nguyên thì sao? Chán đời tự tử thế sao giờ? Rất nhiều gia đình xài chưa hết tiền đã tự tử rồi nha. Thói hư tật xấu làm cho người ta chán chường, chứ không hẳn là tiền nhiều hay tiền ít.